còn ta lại các em chú phép chờ để tìm số quả chú chưa ăn. Các em hỏi sách ra trang 62 kết hợp hình chấm sách và chúng ta quan sát ở hình ở trên máy cho thầy nha. Các em xem bạn nào cũng biết đây, ở trên hình của thầy là có số quả chuối chưa ăn và số quả chuối đã ăn, đúng chưa? Như vậy bạn nào hay biết coi chúng ta có tất cả bao nhiêu quả chuối, đó là gồm số quả chuối chưa ăn và số quả chuối đã ăn, thì chúng ta có tất cả bao nhiêu quả chuối. Mời bạn kiểm tra. Các bạn là số chúng ta đếm thêm không hai đúng 12 quả chuối các em. À, các lớp của chúng ta đếm nha.